thầy kể về phương trắng trong ca dao thua nào, thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la, vầng trăng vàng lúng bơ ai mang sẽ làm đôi cơn mưa từ câu hò chậm chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.